Rồi, lời nói đầu tiên cho phép Phát gửi chúc sức khỏe đến cô chú anh chị và các bạn. Lời chúc sức khỏe và chào ơn nhất. Hôm nay mình làm cái video này để giới thiệu chứ các bạn thì năm cái mẫu lòng bảy sóc mà tốt nhất hiện nay nha các bạn. Mình nói bảy sóc nhưng mà mình để bảy chuột, bảy gì nó cũng được nha, bảy chim mềm biệp đồ cũng được nha các bạn. Đầu tiên là cái mẫu này là 15 ngàn. Mẫu này 16 ngàn. Mẫu này 25 ngàn. Mẫu này 30 ngàn, mẫu này 40 ngàn nha anh em. Sau đây mình sẽ giới thiệu cái kích thước với cái tính năng của các cái mẫu bảy sóc này. Đầu tiên là mẫu 15 ngàn nè, nó làm bằng thép nha các bạn. Sợ thép này là phải một thép này phải một ly sáu, một ly bảy anh em, một ly bảy thép dày dài 19 anh em, rộng 10, dài 19 rộng 10, cao này, chiều cao nó là 8 nha anh em, 8,5. Cho nó dài 19 10 đây, 19 9. Mẫu nó là 19 9. Này là bằng thép nhưng mà cái loại thép này là nó có bị rỉ sét anh em. Và nó có chống sảy. Nói chung là năm mẫu này là đều có chống sảy hết. Đây. Chống sảy nó là hai cái khoen tròn nè. Mình bật nắp thì mình muốn gài bẫy mình để cho hai khoen tròn nó chạy lên nha các bạn. Rồi đó mình dỡ nắp lên. Cái đầu trên đây nè, đầu của cây này mình chịu đây ha, còn đầu phía dưới nè, đầu phía dưới cái mình dài vô cái giò đạp. Anh em để sát gì nè. Rồi khi gài xong mình để hai cái phen cho nó ra ngoài rìa này, khi mà bẫy nó đập á thì cái phen nó rớt xuống liền nha. Giờ mình làm mô phỏng cái bẫy nó đập cho anh em xem nha, hai cái phen nó rớt xuống cho anh em xem nha. Này giờ mình làm cái mô phỏng cái con sóc nó vô nó dậm rồi nó đạp cho anh em xem nha. Đó, đạp đạp dập với hai cái phen nó rớt xuống ha. Nó sẽ phá cái cửa lại, cái cửa sẽ không mở được nha anh em ha. Hai cái phen này nó phá cửa nè, hai phen tròn nè ha. Đó, đó là bẫy sóc đất nha anh em. Bẫy sóc đất cái kiểu này là 16 ngàn. Rồi, ồ 15 ngàn chứ. Rồi cái kiểu này 16 ngàn nè. Cái kích thước nó cũng tương tự như cái bẫy 15 ngàn thôi. Nó cũng dài 18, cái kia thì dài 19 nha anh em. Dài 18, rộng 8. À, dài 18 rộng nè. Rộng 9,5. Ha. Cao 8 cũng như bên kia thì nói chung là cái 27 này kích thước nó tương đương nhưng mà cái này mắc hơn tại vì nó làm bằng lưới mạ chì chống sét nha anh em. Ha. Lưới này là lưới mạ chì chống sét, lưới anh em thường làm bằng để làm lưới bẫy rắn á. Nên lưới này không bị sét, còn lưới bên cái 15.000 bị sét nha anh em. Thì cái nguyên tắc hoạt động nó cũng như vậy thôi, cũng bằng hai cái phen khóa chống sảy. Đó là loại 16.000. Tiếp theo là loại 25.000. Thì cái kiểu lưới nó như lưới 15.000 nhưng mà kích thước nó dài hơn thôi. Cái này để bẫy sóc bông nha anh em. Bẫy sóc bông. Đây mình đo kích thước cho anh em rồi. Dài 24 nha anh em. Rộng 12, 13 nha anh em. Ha. Cao 11. Nói chung là dài 24 rộng 12 đi. Khỏi tính 13 chi. Đó, 24 12. Nó là giá 25.000. Rồi tiếp theo là dạ cái bẫy này giá 30.000 nha anh em. Vì lý do là nó nhỏ hơn cái bẫy 25.000 chút xíu. Nó nhỏ hơn chiều ngang. Nhưng mà giá nó mắc hơn tại vì nó làm bằng lưới mạ chì chống sét anh em. Thì nó cũng dài 24 nè. Ha. Rộng rộng 10, cao 10, rộng 11, cao 11 chứ. 11, gần tới 11 này nè. 11 này. À, ha. 10 rưỡi. Rồi cái này thì cái chống sảy nó thì làm bằng cái móc. Anh em xem. Thì cái nguyên tắc hoạt động nó thì cũng như cái kia thôi, cũng vô dặm, dặm mà sạch, sạch thì nó lọc cho chống sảy. Nè, khóa cửa lại nè, ha. Khóa cửa không đẩy cửa được nha anh em, tại vì có cái móc nó chịu cửa lại rồi, đó, không đẩy được. Này là giá 30.000 nha anh em, bẫy sóc bông hay là cống nhum, chuột cống nhum bẫy cái này rất hiệu quả nha anh em, lưới này không bị xé nè, còn lưới này bẫy cống nhum thì nói chung là cũng không có được trầm trăm lắm, nói chung là cũng
Nói chung bẫy cũng được, nhưng mà có thể lâu lâu cống dâm nó dữ quá nó vẫn xé được. Còn bẫy này bẫy cống dâm rất là ok. Tiếp theo là bẫy này là bẫy sóc, loại mà bự nhất nè. Anh em nào mà chỗ nào có sóc khoảng 6 7 lạng, 7 8 lạng gì đó, dài dài đó thì lấy bẫy này. Nó là dài 30, rộng 15 16 nha anh em. Đó, này mình bẫy sóc dạng như sóc bông mà thiệt bự á. Sóc dạ đỏ đồ 6 7 lạng con, 7 8 lạng con hoặc trồn bạc má đồ anh em, trồn đèn đồ á. Đó. Đó thì nói chung bẫy này này là thép 2 ly nha anh em. Cũng khóa chống sảy luôn. Cũng nguyên tắc hoạt động nó cũng y như mấy cái kia luôn. Nhưng mà nó chiều dài nó bự, chiều cao nó bự rộng rộng. Trong cái này bẫy sóc bông thiệt bự là ngon. Không có sợ kẹt đuôi. Đó. Đó là năm cái mẫu bẫy sóc của mình. Thì nó bẫy sóc nhưng thực sự mình dùng nó bẫy chuột, bẫy chim đồ nó vẫn được, bẫy bìm bịp đồ các bạn. Mấy bẫy này nè. Bẫy này hoặc bẫy này là bẫy bìm bịp rất ngon nha anh em. Đó. Còn mấy cái bẫy này là bẫy sóc đắt. Chuột đồ cũng rất là ok. Rồi. Anh em cần các mẫu bẫy thì liên hệ với mình qua số hội 0936059090. Mình có ship hàng toàn quốc nha anh em. Rồi, chúc anh em thành công.